Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần thủ thuật Photoshop. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng tách tóc Refine Edge hay trong Photoshop CC thì nó là Select and Mask. Những phiên bản CS6 trở về trước nó là Refine Edge và ở các phiên bản CC về sau thì nó là đổi tên thành là Select and Mask. Khi các bạn có một cái vùng chọn như thế này, vùng chọn đối tượng, các bạn tạo vùng chọn đối tượng và các bạn đang đứng ở các chọn các công cụ tạo vùng chọn như là Lasso Tool hay là Magic Wand Tool hay là Swiss Selection Tool gì đó, thì các bạn để ý ở trên, phía trên thanh menu công cụ ở trên nó sẽ có cái phần là Select and Mask hoặc là Refine Edge. Khi đó các bạn click vào, mình sẽ bắt đầu mình tách nền trên cái công cụ là Refine Edge hoặc là Select and Mask. Như đây mình đang sử dụng Photoshop CC nên nó hiển thị là Select and Mask. Đầu tiên thì các bạn cần tùy theo cái background mà cái tấm hình mà các bạn có thể dùng những cái công cụ tại vùng chọn nào để các bạn lấy vùng chọn. Chỉ cần ví dụ như có người thì quần áo thì các bạn lấy vùng chọn cái phần người với quần áo cho nó chính xác, cho nó đẹp luôn, cho nó thẳng thớm, cho nó đẹp. Còn cái phần tóc thì các bạn không cần thiết, các bạn chỉ lấy cho nó nham nhỏ vậy thôi. Còn những cái phần da người ví dụ như vậy các bạn nên lấy cho nó thẳng thớm luôn, cho nó đẹp từ ban đầu. Đó, mình sẽ loại bỏ những cái phần em vô bớt. Rồi khi các bạn đã có cái vùng chọn như bên ngoài, nó đang là cái vùng chọn, đang là chọn cái phần xung quanh mé ngoài cái background, thì các bạn phải đảo ngược vùng chọn lại. Các bạn có thể vào Select và các bạn chọn là Invert, phím tắt của nó là Shift Ctrl Y, hoặc là các bạn bấm phím Shift F7. Thì khi đó cái vùng chọn chúng ta nó sẽ đảo ngược vào trong và nó chọn cái phần nhân vật này. Và các bạn bắt đầu chọn một cái công cụ tạo vùng chọn. Đây mình để cái công cụ tạo vùng chọn Magic Wand thì mới bắt đầu mình sẽ click vào Select and Mask. Thì khi đó giao diện Select and Mask nó mở ra ở trong Photoshop CS6 thì nó là giao diện của Refine Edge. Và ở đây nó có, các bạn chú ý cái công cụ ở trên With Selection, công cụ đầu tiên, thì nó có nghĩa là sẽ lấy lại, khi các bạn vuốt nó sẽ lấy lại cái background đã xóa đi nè. Đây các bạn chọn công cụ này, các bạn vuốt thì nó sẽ là lấy lại cái background. Và cái công cụ Refine Edge này thì các bạn, khi các bạn chọn thì các bạn vuốt nó sẽ xóa cái background đi. Đó, các bạn chỉ cần click vào xóa những cái phần background. Và ở phía bên phải ở đây cái cửa sổ view, các bạn thấy nó hiển thị ở đây. Đây là cái view hiển thị tùy theo các bạn chọn, muốn hiển thị view nền trắng hay là gì đó, các bạn có thể chọn và hoặc là view cái layer mask này. Còn ở cái phần overlay đây, các bạn có thể chọn cái color đây, các bạn có thể đổi tùy theo cái nhu cầu sử dụng của các bạn. Và các bạn muốn, ví dụ các bạn đặt cái nền màu gì thì cái ảnh này trên nền màu gì thì các bạn có thể chọn trực tiếp cái màu để các bạn xử lý luôn, các bạn dễ nhìn thấy luôn. Rồi bây giờ mình chọn cái màu xám. Ví dụ giờ ban đầu các bạn sẽ vuốt, mình vuốt những cái phần tóc. Các bạn bấm phím Ctrl cộng Ctrl trừ, mình zoom lên và bấm phím bay để di chuyển hình ha. Mình cứ vuốt cái này xong rồi một hồi mình sẽ thông chỉnh những cái thông số, những cái thanh công cụ bên phải sau. Các bạn vuốt những cái phần, hôm nay ngoài trời đang mưa lớn quá rồi. Đó, các bạn cứ vuốt theo những cái phần tóc có cái background, mình vuốt cho nó xử lý tự động, nó sẽ xử lý loại bỏ cái phần background. Khi các bạn sử dụng cái tính năng mà Refine Edge hay là hoặc là Select and Mask trong Photoshop CC thì cấu hình máy tính của các bạn nếu có card hỗ trợ, card màn hình, card rời, card đồ họa rồi hỗ trợ và cấu hình mạnh thì nó sẽ chạy nhanh hơn. Đối với những máy cấu hình thấp thì các bạn vào làm những chức năng này thì nó sẽ chạy chậm hơn, nó xử lý chậm hơn.
máy của mình cũng tương đối là cấu hình hơi yếu, cho nên nó với cái hình ảnh này cái file nó cũng hơi file lớn, cho nên là nó chạy cũng hơi chậm. Khi mà máy các bạn cấu hình mạnh thì các bạn cấu hình mạnh á, thì các bạn sử dụng thì nó sẽ mượt, không bị lắc. Để điều chỉnh cái thanh cọ rết giống như là ở ngoài Photoshop thôi, là các bạn sử dụng phím mở hoặc đóng mặt vuông ha. Rồi bây giờ các bạn để ý những cái phần bây giờ ví dụ mình trả những cái phần ra đây ha, mình sẽ giới thiệu cái những cái dưới đây trước, cái phần Golden Refine này trước. Ở đây cái phần mousse, cái phần mousse có nghĩa là nó là mịn. Khi các bạn tăng cái mousse lên nè, thì nó sẽ làm mình cái vùng chọn của mình, cái vùng cắt của mình. Thì thông thường cái này các bạn không cần tăng, các bạn tăng lên thì nó sẽ không, cái ảnh của chúng ta không được đẹp. Và cái độ feeder cũng vậy, khi các bạn tăng feeder lên càng cao thì cái ảnh nó, cái độ, cái vùng chọn khi các bạn chọn cắt á, thì nó sẽ bị nhòe đây. Và feeder các bạn thay để 0.2 hay là 0.2, hoặc là các bạn không để luôn. Rồi cái contrast này, khi các bạn tăng cái contrast lên là cái độ tương phản của cái vùng chọn khi các bạn chọn đó, khi các bạn tăng lên thì nó sẽ lên như thế này. Cái vùng chọn cắt các bạn thấy nó bị mất ha, các bạn giảm đi nè, nó cái phần vùng chọn, cái phần nền nó sẽ hiện ra. Và cái chủ yếu là cái phần shift s này, cái contrast này các bạn cũng để không luôn ha. Còn cái shift s này nó quan trọng là cái shift s này là khi các bạn giảm về bên trái thì cái vùng chọn của chúng ta nó sẽ ăn vào trong. Còn khi các bạn tăng về bên phải thì cái vùng chọn nó sẽ lấn ra ngoài. Đó, các bạn thấy nó có cái rìa đây, nó lấn ra ngoài thì nó hiển thị cái phần background lại nè. Đó, khi các bạn chỉnh cái shift S này, các bạn kéo, nếu các bạn muốn cho nó giật vào trong, nó sạch cái background tí, thì các bạn có thể giảm cái phần shift S này ha, chỉnh giảm, kéo về bên trái. Rồi đây là cái nút invert để các bạn thấy nè, đó. Bấm invert nó sẽ đảo ngược giống cái lệnh invert ở ngoài Photoshop. Và cái opacity này các bạn có thể check vào đây. Thì cái này nó có nghĩa là nó sẽ tự động điều chỉnh cái màu tóc của các bạn, cái màu tóc nè. Khi mà nó các bạn tách lên để cái nền màu xám này, nó sẽ tự động điều chỉnh cái màu tóc với hợp với cái nền màu xám này. Như các bạn thấy này, các bạn tắt cái kéo thanh giảm thanh amount đi thì nó sẽ có màu xanh đây. Nhưng khi các bạn kéo tăng cái amount về bên phải nè, đó, thì tự động những cái phần tóc, cái phần mà áp sắc màu xanh của tóc đó, nó tự động nó xử lý luôn. Thì cái này khi các bạn xử lý những trên, ví dụ mình muốn đặt trên cái nền này luôn, thì các bạn chọn cái này để các bạn xử lý ha. Đó, cái phần tóc của chúng ta đây. Hoặc là các bạn có thể không sử dụng, không cần sử dụng cái này. Nếu các bạn muốn hồi ra ngoài chúng ta xử lý nó sao, để chúng ta có thể đặt trên nhiều cái nền khác nhau. Ở đây nếu các bạn check vào thì nó sẽ tự động nó xử lý cái phần màu sắc đó. Rồi ở đây cái phần output có nghĩa là xuất cái khi các bạn xuất cái file này ra Photoshop, thì nó sẽ, đây các bạn nên chọn là new layer with layer mask, thì nó sẽ tạo một cái layer mới và có layer mask trên đó để các bạn dễ dàng xử lý những cái phần mà bị thiếu sót hay là vi phạm vô trong cái khi mình chọn mình tách đó, những cái thông số. Và ở đây các bạn có thể chép vào cái ô remember setting này thì nó sẽ nhớ cái thông số, và những lần sau các bạn mở ra thì nó sẽ nhớ những cái thông số mà các bạn đã setting, các bạn đã cài đặt chỉnh trên đây. Thì ở đây cái phần radius này các bạn chép, nên chép vào cái smart radius này,
và mình điều chỉnh cái thanh radio này. Đó các bạn kéo. Và ở đây các bạn thấy càng chỉnh thì nó sẽ tăng cái rồi cái hòa trộn lên nè, đó. Bạn thường thường chỉnh tùy theo hình đó, các bạn chỉnh kéo cái thanh radio này là khoảng giữa, thường thường cái tầm nó nằm khoảng chính giữa là ok. Giật quá. Sẽ tắt lại. Rồi xong các bạn nhấn ok ha, mình các bạn nhớ chọn là new layer with layer mask ha. Để nó tạo ra một cái layer mask như thế này, cái layer đó, giờ mình bỏ cái này đi. Rồi như các bạn khi đó nó sẽ có bức ảnh như thế này. Các bạn bây giờ tiếp theo các bạn giữ phím internet, bạn click vào cái phần layer mask thì nó sẽ hiện ra như thế này, cái phần giữa màu trắng và màu đen. Thì cái phần trắng là cái phần các bạn chọn, cái phần màu đen là cái phần bỏ đi. Và các bạn thấy có những cái vùng nó bị phạm vô như thế này, các bạn có thể lấy lại cách như sau. Các bạn dùng cái brush ha, các bạn chọn cái brush, các bạn bấm phím D để trở về mặc định của nó là trắng đen ha. Và khi đó các bạn sẽ dùng cái mod là ví dụ như là color dot thì những cái vùng các bạn vô nó sẽ, các bạn điều chỉnh cái opacity đây, những cái ví dụ như những cái vùng sáng màu trắng nè, các bạn để bấm phím X, các bạn để màu trắng lên trên đó, các bạn tô như vậy thì nó sẽ ăn vào những cái vùng trắng ha. Đây cái vùng trắng là cái mình đang chọn là những chỗ nào phạm vô, thì các bạn dùng cái color dot và các bạn có thể điều chỉnh tăng giảm opacity cho phù hợp. Các bạn vuốt vào những cái vùng đen nè thì nó sẽ trắng lên, thì những cái vùng trắng là mình sẽ lấy là đang chọn mình không có xóa đó. Rồi trường hợp những cái phần ở ngoài, phần nào mà nó bị nham nhở, ví dụ như phần nham nhở này nó bị mờ mờ trắng này, các bạn nhấn phím X để màu đen lên trên và các bạn đổi lại cái mode của nó là color brown. Thì phím tắt để thay đổi mode thì các bạn bấm phím shift internet, nếu mà color brown thì các bạn bấm phím shift internet phím B, và B là B bò ha, shift internet B, và nếu mà color dot thì cái chữ D á, các bạn bấm phím shift internet D thì nó sẽ là thay đổi. Đây thì nó sẽ thay đổi thành color dot, phím tắt của nó. Thì đối với color dot là những cái phần sáng ha, các bạn chú ý để màu trắng lên trên ha, để màu trắng lên trên là các bạn dùng red thì nó sẽ ăn vào những cái phần sáng. Chẳng hạn như đây các bạn tô nè, đó những cái phần tóc li ti này các bạn thấy là nó sáng lên nè, đó. Không, các bạn thấy nó đậm hơn, thì khi những cái vùng trắng này là cái vùng mình đang chọn là nó sẽ đậm hơn ha. Rồi các bạn để màu đen lên trên thì các bạn dùng cái mod là cái phần là color brown, brown là tối ha. Thì những cái khi các bạn vô vậy nè, đó các bạn thấy những cái phần màu trắng nó sẽ mất tiêu, nó thành phần màu đen, thì màu đen là cái phần bỏ đi đó. Các bạn có thể tô những cho những cái viền cho nó đẹp nè, các bạn tô này nè đó. Thì khi đó những cái vùng chọn chúng ta nó sẽ được đẹp hơn, ví dụ như đây những cái phần này nó mờ mờ, nó bị trắng mờ mờ, các bạn có thể đó dùng bôi. Những cái phần nào mà nãy mình tách cái vùng chọn nó bị mờ mờ đó, các bạn có thể dùng cái nhớ là color brown thì nó là bạn bôi đen xóa đi. Các bạn có thể điều chỉnh vào city, các bạn xóa nè đó, những cái phần màu trắng là cái phần lấy lại nó bị sót đó, các bạn có thể chỉnh đây. Rồi những cái phần màu trắng mà các bạn muốn lấy vào đây nó sót màu đen nè, thì các bạn đảo ngược cái màu trắng lên trên và các bạn chọn là cái mod cọ là color dot rồi các bạn sẽ vuốt thì nó sẽ những cái phần đen này, ví dụ như đây nó sẽ thành màu trắng nè, là nó không bị ăn phạm giờ. Nó nhớ hạn những phần đó, ví dụ các bạn muốn ấy thì đó, các bạn vuốt vậy nó sẽ ăn vào. Thấy chưa, đây những cái phần màu đen ngoài này các bạn có thể đổi cái mod lên và các bạn giảm opacity, các bạn vuốt sao cho nó thành màu đen đó, nó đen nè,
thì nó sẽ không còn cái vị cái bánh rau bị mờ nữa. Có những sợi tóc này các bạn muốn lấy rõ thì các bạn vuốt lại thành cái màu trắng, nó sẽ sáng lên ha, những cái phần tóc nó sẽ sáng lên. Đó, những cái phần nào bị mờ mờ trắng trắng đó, các bạn xóa luôn để cho nó không bị mờ mờ được. Không, các bạn lít lại như bên đây các bạn thấy. Bây giờ mình sẽ phiêu một cái màu rau lên, ví dụ như màu xám. Thì ở đây các bạn thấy cái phần tóc của chúng ta nè, đã được tách lên. Đó, cái phần tóc chúng ta đã được tách lên. Thì các bạn nhắm, các bạn thấy những cái phần nào mà mình phạm là mình tắt mở nè. Ở đây nó bị phạm là chúng ta đứng cái layer mắt và chúng ta dùng brush và để cái thời nằm mồ bình thường. Và các bạn hoàn chỉnh cho cái phần màu đen lên trên là mình lấy lại ha, lấy lại những cái phần đây nè, các bạn thấy nè, nó bị phạm vô nè. Để màu trắng lên trên, để màu trắng lên trên chúng ta lấy lại ha. Đó. Cái nào nó phạm vô nhiều quá các bạn có thể vuốt lại. Rồi những cái phần màu xanh này các bạn có thể tạo một cái layer mới. Các bạn tạo cái layer mới và các bạn chọn cái mode của nó là color. Rồi các bạn dùng brush. Các bạn hút màu. Và mình chọn đây, mình chọn cái Ribbon Mask cho nó chỉ xuống cái layer ha. Cái Ribbon Mask nè. Các bạn tô. Các bạn hút màu cái phần tóc các bạn tô thì nó sẽ khử những cái phần màu xanh này. Thì cái đó màu tóc của chúng ta nó sẽ mất cái phần màu xanh đi nè, nó bị áp sắc màu đó. Thì sau này các bạn có thể đổi qua cái màu bất kỳ màu nào cũng được ha. Và các bạn thấy các bạn chấm giữ phím internet hút màu và hút cái vùng tóc ở gần đó để các bạn tô, chấm các bạn tô. Đó, các bạn thấy đây nó tóc đây, ví dụ như cái màu tóc nó không phải màu đen mà màu vàng hay màu khác gì đó, các bạn có thể chấm hút màu và các bạn nhớ chọn cái mode layer này là color và mình mình dùng cái Ribbon Mask chỉ xuống để lấy vùng chọn của cái layer ở phía dưới ha. Bạn nhớ giữ phím internet hút cái màu ở gần cái phần tóc cho mình cho nó giống. Rồi giả sử như thế này, bây giờ mình các bạn thử phim một cái màu khác, các bạn thay đổi cái màu ha. Giờ mình cho cái màu cam đi. Đó, các bạn thấy cái phần tóc của chúng ta là cái phần tóc chúng ta lấy lên nó vẫn y nguyên ha, tự nhiên không bị mất tóc ha. Và các bạn như các bạn kéo có thể thay đổi những cái màu khác nhau. Hàng qua cái màu xanh, cái màu rất là cái màu khác nhau, nó đều ok ha. Họ cho hàng qua màu tím này, bạn thấy nó vẫn nó bình thường ha, nó không có bị gì hết. Đó, các bạn thấy. Là như ở đây nè, các bạn sẽ thấy nó bị còn bị màu xanh nè, mình sẽ thử lý cái phần màu xanh này để mất ra. Đó, nó đã mất cái phần màu xanh. Rồi, các bạn cũng có thể thay một cái background khác, chẳng hạn như mình có một cái nền này. Thì bây giờ các bạn có thể đem cái file này, các bạn đặt bất kỳ cái nền nào vào bất kỳ cái nền nào. Bây giờ giả sử mình đặt vào cái nền này. Đó, các bạn thấy ha, mình đặt vào cái nền này, đây mình tắt mở đây. Thì như vậy chúng ta đã
thay được cái màu sắc background, thay được cái background mới vào, tách bằng cái công cụ tách tóc là Select and Mask, rất là nhanh hơn là khi mà bạn làm bằng channel. Đối với CS6 thì các bạn dùng Refresh. Rồi cái bước tiếp theo, ví dụ như các bạn thấy đây những cái màu sắc, một cái mèo nhỏ nữa là chúng ta muốn chỉnh cái vì cái background này với cái màu người này nó không có đồng nhất, thì các bạn có thể dùng thêm một cái, mình dùng cái chỉnh màu là các bạn vào click vào biểu tượng adjustment dưới đây, các bạn chọn cái photo filter, và khi đó các bạn sẽ check vào cái ô color này và các bạn nhấp vào mình thay đổi màu. Bạn hút ví dụ cái nền, cái background, cái màu đây, cái tông màu xanh này, các bạn click vào chọn cái tông màu xanh. À, nó đang là laser mask. Đó, các bạn click vào tông màu xanh nè ha. Bạn chọn OK. Và các bạn chọn cái, ở đây nó có cái cơ sở Release Mask nè. Bạn nhấn phố xuống. Thì các bạn thấy nè. Đó, cái màu sắc của chúng ta nó đã, ở đây các bạn tăng cái thanh này lên ha. Thanh đen này lên. Bạn tăng lên là cái màu da của cô gái nó sẽ giảm, nó nhạt, nó hòa trộn vào cái background nè. Thì tùy theo các bạn sẽ chỉnh. Đó, các bạn thấy là cái giữa cái màu nền và cái nhân vật cô gái đã thay đổi nè. Đó là nó hòa trộn giữa cái màu background và cái màu của cô gái. Và các bạn có thể chỉnh thêm một cái nữa là tăng giảm độ radiant contrast hay là độ tương phản cho cái hình này. Các bạn cũng click vào layer mask để mình chọn cái phần của layer người. Các bạn có thể tăng giảm điều chỉnh ánh sáng. Đó, như vậy thì các bạn đã chỉnh được, có thể mình chỉnh được, đây là cái màn mà chỉ cần dùng một cái layer là photo filter thôi. Các bạn đã hòa trộn được, chỉnh được cái tông màu của cái người cô gái này cho nó hợp với cái màu background. Hôm nay mình đã xong cái phần hướng dẫn các bạn cách làm sao để sử dụng cái Select and Mask trong Photoshop CC hoặc là Refresh trong Photoshop CS6 trở về trước nó hiệu quả hơn. Và mình có thể thay bất kỳ cái background nào vào cái hình ảnh mà mình đã tách nền lên. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích thì hãy like và chia sẻ cho những người cùng xem. Đồng thời các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông theo dõi để theo dõi những video cập nhật mới trên kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.